ngày 21 tháng 7, Thánh Lorenzo Brindisi. Cesare Rossi sinh năm 1559 tại Brindisi, nước Ý. Brindisi là một phần lãnh thổ của tiểu quốc Napoli. Cesare nhận tên là Lorenzo khi trở thành một tu sĩ dòng Cappuccino Francisco lúc 16 tuổi. Sau đó, ngài được gửi tới trường Đại học Paris để học các môn thần học, triết học và kinh thánh. Lorenzo cũng học các tiếng Latin, Hy Lạp, Hebrew, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Syria nữa. Sau khi thụ phong linh mục, Thánh Lorenzo Brindisi đã trở thành một thầy dạy danh tiếng. Vì biết nhiều ngoại ngữ, Thánh Lorenzo đã có thể tiếp cận với nhiều người khác nhau. Rồi Lorenzo được sai đi thiết lập tu viện của dòng tại Áo. Vua nước Áo Rudolf II không muốn cho hội dòng đến đất nước của ông ta, nhưng sự quan tâm và dịu dàng của Thánh Lorenzo đối với các bệnh nhân dịch tả đã khiến cho hoàng đế Rudolf cuối cùng phải ưng thuận. Tiến đến hoàng đế là xin Thánh Lorenzo Brindisi thuyết phục các ông hoàng nước Đức chinh phạt quân Thổ, vì Thổ đang tìm cách chinh phục nước Hungary, và Lorenzo đã thuyết phục được các ông hoàng bên Đức. Tuy nhiên, các thống lãnh đã nài xin Thánh Lorenzo cùng họ ra trận để chiến đấu và chiến thắng. Khi các binh lính thấy lực lượng đông đảo và hùng hậu của quân Thổ, chân tay họ đã buồn rụt và muốn bỏ cuộc. Vì thế, Thánh Lorenzo đã phải cưỡi ngựa đi trước đoàn quân. Lorenzo chỉ được trang bị bằng một cây thánh giá duy nhất. Rồi các binh sĩ Đức lấy lại nhuệ khí và đã chiến đấu rất can đảm. Cuối cùng, quân Thổ hoàn toàn bị bại trận. Thánh Lorenzo Brindisi được hoan hô nhiệt liệt, nhưng ngài chẳng bao giờ tự hào vì đã thành công. Lorenzo Brindisi đã tin tưởng nơi Chúa là đấng đã ban cho ngài chiến thắng. Năm 1602, Thánh Lorenzo Brindisi được cử làm tổng đại diện của hội dòng. Thánh nhân đã làm việc, giảng dạy và viết sách để truyền bá tin mừng. Thánh nhân cũng thực hiện những cuộc đàm phán hòa bình quan trọng tại Munich ở Đức và Madrid ở Tây Ban Nha. Các vị lãnh đạo của những nơi này đã lắng nghe Lorenzo Brindisi và kết quả rất thành công. Sau đó, Thánh Lorenzo Brindisi trải qua một cơn bạo bệnh. Thánh nhân đã kiệt lực đăng ký du lịch trong cái nóng mùa hè khắc nghiệt. Lorenzo Brindisi qua đời vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật của ngài, 22 tháng 7 năm 1619. Lorenzo Brindisi được Đức Thánh Cha Leo XIII tôn phong hiển thánh năm 1881. Đến năm 1959, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã ban tặng Thánh Lorenzo Brindisi danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Cầu nguyện là bí quyết để thành công trong cuộc sống. Chúng ta hãy nài xin Thánh Lorenzo Brindisi giúp chúng ta mỗi ngày biết dành ra một chút thời giờ để trò chuyện với Thiên Chúa. Tin mừng nét.